Rồi, xin chào em trai nhé. Dạ. Em trai biết là em tên gì? Em tên là Đinh Văn Hải. Hải hả? Dạ. Hải em quê ở đâu? Em quê ở Ninh Bình. Ninh Bình à? Mình hiện nay đang sinh sống ở đâu? Em sinh sống ở Vĩnh Phú 10, Thuận An. Thuận An, Bình Bình Dương. Dương. Rồi, em trai biết này. Hôm nay em về đây em mong muốn nhờ anh em ở Bình Dương tìm ai? Dạ, em mong muốn anh em tìm giúp vợ em là Trần Thị Nương ạ. Vợ Trần gì? Trần Thị Nương ạ. Trần Thị Nương hả? Dạ. Em nói chuyện lớn tiếng hả? Vợ em là Trần Thị Nương ạ. Và em những tuổi rồi? Vợ em năm nay là 32 tuổi ạ. 32 tuổi, còn em? Em 41 ạ. Chênh nhau 8-9 tuổi hả? Vâng. Vợ em quê ở đâu? Vợ em quê ở Hồng Ngự, Đồng Tháp ạ. Ồ. Vậy là vợ này vợ của em là vợ đầu hay vợ thứ mấy? Vợ đầu ạ. Vợ là hai vợ chồng là chính thức đúng không? Dạ chính thức ạ. Mình được mấy đứa con đó? Dạ được một ạ. Trai gái? Trai. Ồ. Vậy là bây giờ mình sau này cũng sinh tiếp nữa, còn mà con một đứa thôi. Dạ một đứa ạ. Tại vì em đang làm nghề gì? Em làm nghề tài xế ạ. Tài xế xe của mình hay xe của em? Xe là xe của nhà. Xe của nhà hả? Thế còn vợ? Vợ thì ở nhà trông trông cháu ạ. Trông cháu là trông trông con. Trông con đúng không? Dạ. Có một người con nhiêu tuổi rồi? Một tháng mới là bước qua 2 tuổi ạ. Ồ. Em cưới vợ lâu chưa? Được 13 năm rồi. 13 năm con mới nhỏ vậy hả? Dạ vâng ạ. Vì kiểu hiếm muộn đúng không? Dạ. Ồ, vậy giờ mới có con là lẽ là phải mừng lắm đúng không? Dạ vâng. Thế là vợ ở nhà chăm con. Dạ. Em hàng ngày đi làm mấy giờ em về? Sáng mấy giờ đi? Sáng thì nhiều lúc thì 7-8 giờ, nhiều lúc thì 5 giờ sáng tùy theo hàng sớm muộn. Con thì sớm thì trễ không? Thì chị về thì cũng vậy, về thì nhiều khi cũng 2 giờ chiều về, rồi 4 giờ chiều về. Nhưng đại loại là chiều tối này về. Đúng. Chứ không đi qua ngày đúng không? Dạ vâng. Ít. Mình đi chạy xe là chạy trong tỉnh hả? Dạ đúng ạ. Công việc ổn định không em? Dạ em thì ổn định ạ. Thế còn vợ thì ở nhà? Mình trợ cấp tất cả? À vâng đúng ạ. Mình có nhà ở Bình Dương không? Dạ có. Có nhà hả? Dạ. Nhà là nhà của em hay nhà hai vợ chồng lấy nhau mới xây dựng? Lấy hai vợ chồng lấy nhau bắt đầu mới xây dựng. Ồ phải không? Em thấy vợ của em ở nhà sinh con cho mình. Dạ. Và nuôi con chăm sóc gia đình. Dạ. Gọi là cơm cháo nội trợ. Em thấy vợ em có vất vả không? Thì em nói chuyện lớn thế nhỉ? Thì người phụ nữ mà anh, ừ. Người phụ nữ thì người ta không đi làm nhưng ở nhà thì người ta cũng vất vả chứ không phải không, nào là nội trợ, rồi nào là trông con, nào là giặt đồ đạc này. Nói chung là cũng cực khổ đúng không? Dạ vâng. Nói chung là cũng là một cái cánh tay đắc lực dù rằng không kiếm được tiền. Dạ đúng. Nhưng mà để canh một cái cánh tay đắc lực để em đi kiếm tiền. Dạ đúng. Đúng không? Bởi vì hai người không có thể là đi kiếm tiền là vì có con. Dạ. Em và vợ cái thời gian từ trước giờ và đặc biệt là từ khi mà mới sinh con, hai vợ chồng sống với nhau là có hạnh phúc không? Nói chung là hạnh phúc anh ạ. Mình có cãi lộn chửi lộn với nhau lâu lâu rồi. Thì lâu lâu thì cũng hơi cãi lộn nhau chút xíu. Nói chung là không to, nhưng mà đôi khi là vợ hay bị áp lực ở chính gia đình nhà vợ. Là sao? Có ông bà ngoại ở cùng. Ba mẹ hả? Vâng, ba mẹ vợ sống cùng gia đình em. Đúng rồi. Thì nhiều khi ba mẹ vợ thấy con gái mình nó ăn nhàn mà nhiều cái nó cũng sai. Thế nên là nhiều khi là ba mẹ vợ là cứ hay nói nhiều. Hay nói nhiều thì nhiều khi á là nó trở thành một cái ác cảm. Ừ. Đó là ba mẹ ruột mà dạy con bình thường. Thì trước giờ thì vợ em thì vẫn vậy thôi. Nhưng mà sau một đợt là nó độ khoảng tầm 2 tháng là bắt đầu là mạng xã hội là bắt đầu là quen. Ồ. Trước đấy là quen một người bạn gái á, dắt về nhà có đại tiệc tùng chơi, đại tiệc tùng ăn uống, người đấy ở Bình Dương và nói là chủ hai cái spa. Thì có một hôm á là đưa về quê chơi nhưng mà người đấy lại không về, lại giả đò là bệnh ở trong bệnh viện, cũng chụp hình là đang nằm trong bệnh viện, thì vay vợ em 4 triệu. Thì vợ em chuyển cho 4 triệu thì là chặn luôn, mất tích luôn. Đấy, thì sau cái thời gian đấy, là bắt đầu vợ em là bắt đầu lại có những cái đối tượng khác. Chỉ là con gái thôi, toàn bộ là con gái thôi, cũng lại có những đối tượng khác. Nhắn tin rất nhiều và nói chung là có một người là đưa cho 20 triệu.
đưa cho vợ em không, hết đưa 20 triệu là cái kênh đánh bài à? À, đưa tiền thật hay tiền giả? Không, tiền ảo. Đưa cái nick thôi, đưa cái là cái tên như vậy, đúng rồi, tên là 20 triệu. Không, là đưa cho 20 triệu để kiểu đánh bài trên mạng, là như kiểu là tiền gọi là quen nhau trên mạng đúng không? Dạ vâng. Nếu gặp mặt không? Cái người sau là những người sau gặp mặt không? Không biết nữa, không biết có gặp mặt hay không. Đã, em biết. Nhưng mà cái hôm mà đi là đi luôn đấy. Cái hôm mà có check camera lại là khi đi là mang một cái iPhone và một cái iPad và một chiếc xe Wilson màu xanh. Và sau đó là 3 ngày không thấy liên lạc, chặn hết tất cả mọi người. Và nhà check camera thì tất cả camera đã bị ở nhà là đã bị hack hết rồi, đã bị xóa toàn bộ camera, dữ liệu camera cái xóa nhà. Xóa luôn hả? Đúng rồi, xóa hết toàn bộ. Vợ em cau lại vậy hả? Thì không, vợ em chắc chắn không làm được. Vợ em chắc chắn. Nhưng mà liệu có ai tới nhà mình không? Tới nhà mình để xóa. Ừ. Không. Không không không. Cái đấy. Vợ anh hỏi em đi làm sáng tối, vợ em ở nhà với cha mẹ ruột. Đúng rồi. Với con em. Đúng rồi. Là 4 thành viên. Là còn ông bà ngoại, ông bà ngoại với con gái với cháu ngoại đúng không? Còn gì nữa? Em vợ nữa. Ồ. Em vợ năm nay 18 tuổi à? Em vợ trai gái? Em gái. Sao ở chung nhà mình hết à? Ở chung hết. Em gọi là như là chắc chắn là anh thấy nếu như thế này này, anh thấy là chắc chắn là em rất mệt mỏi luôn. Cái đấy thì đương nhiên là em là trụ cột mà. Thì áp lực. Cha mẹ vợ em có đi làm ăn gì không? Có, bố mẹ, ba mẹ vợ em thì đi bán súp cua. Hai, nói chung đều có công việc cả đúng không? Vâng, hai ông bà đi buôn bán. Nhưng mà ở chung. Đúng rồi. Em. Đúng rồi. Thì em. Nhà em chắc rộng lắm hả? Nhà rộng. Đất nhiều không? Đất nhiều mấy mét? Em xây mấy căn? Hay một căn? Em chỉ có một thôi ạ. Một căn nên kiểu xây rộng đúng không? Vâng. Anh thấy ở như thế này rất nhiều thành viên ở trong một gia đình. Dạ. Thì chắc chắn là nó cũng rất nhiều cái nó thật, anh nói thật là cũng bất lợi, nhưng mà đây là vì tình cảm cha mẹ con. Tại vì vợ em á là do bị bầm trước, hai vợ chồng ở với nhau, bà là trước bà về ở một lần rồi, xong rồi bà lại không thích, bà lại dọn đi. Xong rồi là mẹ, này, mẹ vợ. Đúng rồi, xong đợt này bà lại về, đợt này bà lại về, xong rồi lại gây, nói chung là vợ thì nó chỉ thích sống riêng tư. Ồ, sao dễ mà nó bị khó. Thì nhưng mà đôi khi á là em á thì em lại cũng muốn là thôi cả gia đình nó vui vẻ. À, chứ em là người có thể mày ok lắm. Giờ ông bà ông bà bây giờ cũng gần như là cũng lớn tuổi rồi, thì thôi thì bây giờ mình cũng gọi là ba mẹ vợ đang 60-70 chứ mấy? Không, mới có năm mấy thôi. Năm mấy thì còn trẻ mà. Dạ, thì còn trẻ. Đấy. Thì em thì trong nhà thì bên vợ bên em bên tuyệt đối, đâm ra là cũng cái đấy cũng chắc chắn là cũng một điều là do đâm do áp lực đúng không? Do vợ em nó áp lực, là áp lực về vấn đề là ví dụ như về nhà nhiều người bênh quá. Tại sao mà cái gì mà mình, không ai bênh. Tại sao cái gì cũng sai. Thì một người đi kiếm tiền thì nhiều khi là có thể là đúng. Ê, nhưng mà đúng nhiều khi có lẽ em đang nghi ngờ, mình thấy em đang nghi ngờ vợ em hiện nay bị áp lực gia đình. Vâng. Cho nên vì vậy nó quyết định bỏ đi. Đúng rồi, áp lực gia đình. Vợ em hay lên mạng hoặc là đúng rồi, chuyên mạng xã hội. Vợ em có hát, em bao giờ em vô tình hoặc chợt thấy thấy vợ em hát hò trên TikTok không? Ôi, hát trên TikTok thì nhiều lắm. Thường xuyên hát à? Dạ. Hát là live hát với nhiều người. À, còn ở nhà thì còn bán hàng vớ vẩn nữa. Nhưng mà bán hàng. Là vợ em TikTok với nhiều người thì nói không? TikTok nhiều lắm. Nhiều là bao nhiêu đâu? TikTok thì tí trước em mở ra. Khánh Linh. Khánh Linh hả? Đây mấy nick. Mấy nick luôn hả? À. Chính là vợ em đẳng cấp lắm. Không biết, em cũng chả biết đẳng cấp hay không mà thì nếu nói là cho đại loại là có nhiều người quan tâm đúng không, nhiều người follow đúng không? Vợ em lúc mà vợ em like là có bao nhiêu mắt xem, em biết được nhiều không? Em cũng không để ý, không phải là xem hết hả? Tại em lại không chơi TikTok. Ồ. Không Facebook. Máy của em có đâu. Ồ. Đâm ra là em nói chung là anh em ở đây hỏi em này, em có nhậu nhiệt mê thao không? Nhậu thì ví dụ như về là chỉ nhậu ở nhà thôi, ví dụ như có ông ba vợ rồi có tài xế thì cuối tuần thì anh em làm bài ve, làm xong lên giường ngủ. Em thì đặc biệt là nhậu vào là không quậy phá, ví dụ như say thì là em có phải đi đâu qua đêm không? Không, chỉ có ấy thôi, chỉ có ví dụ như em là
vấn đề là đi hàng tỉnh thì đi Nhưng qua cái này tỉnh, họ biết mà đúng không? bạn biết đấy, thì đi mới đi phải biết. Lấy cái này em là một cái nguồn, phải là em kiếm tiền em làm kinh tế rất giỏi ấy. Và em mới lo cho gia đình vợ thì con nhé. thì em trước em Bây giờ hiện nay là ba mẹ bà biết vợ em bỏ đi chưa? trước em áp lực, trước em áp lực về 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 vấn đề hàng hóa nhiều quá, em phải bán bớt xe. Thế Em có mấy đầu xe? em trước em 5 đầu, nhưng mà bây giờ em bán đi em còn 2 đầu xe, là chỉ em co lại là chỉ còn là 2 đầu là tài xế chạy xe, em chạy xe thôi, để em giảm tải lại, để em lấy thời gian để em lo gia đình. Ngoài ra em quá tốt rồi gì nữa, công việc cái đầu này đúng không, Vâng, tiền bạc về em cứ đưa cho bảo có chứ, đưa hết hay là sao, đưa thì hay là đưa tiền chợ tiền mua có khi thì đưa tiền hết, có khi thì đưa tiền chợ, rồi tiền trong nhà, thì nói chung là ví dụ như có khi nói chung là em có để cho vợ thiếu thốn tiền bạc thiếu thốn thì chắc là cũng không đâu, nói chung là em lo hết từ đầu luôn, vợ cần gì là đều khi có. nào mà áp lực về tiền bạc quá thì nó hơi gọi là hơi hẹp lại xíu thôi. Nếu thế thì vợ em bỏ đi, theo em là bỏ đi là vì lý do là vợ em chơi trên mạng quen người khác, hay là vợ em bị người ta dụ, hay là vợ em 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 không đủ? là em là em sợ là người ta dụ á, tại vì vợ em á là nó ít ra ngoài, nên là nhiều khi người ta nói là nó tin. Khuôn mặt của vợ em là hoàn toàn có nguyên hình nguyên vẹn hay là sửa, mà là có sửa không? Cái này là không Bà không có không đi thẩm mỹ sửa không? không 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 Ờ, mặt chưa, sợ đó hả? đúng rồi, chưa chưa sửa lần nào. Xinh gái mà, nhìn khuôn mặt là mỏng hay là sắc, mắt nói chung là nhìn nhìn thông minh nhá, nhanh nhẹn. Vợ em có mấy Không mặt? không vợ em không không nhanh nhẹn, Không nhanh nhẹn hả? nói chung là vợ em ít nói, vợ em rất ít Biết nói, nói sao lên mạng là hát hò được? thì chỉ là nhiều khi hát, chỉ hát thôi, Hát khoảng mấy tiếng theo em ấy? thì không em đã ít ở nhà, nhưng mà em nhiều khi em lâu lâu em nhìn thấy là có 3 cái đồ trang bị để hát thôi. Ta mua đồ về để Đó hát chơi nó có buồn đúng không? rồi, mua đồ về hát chơi nghe. Em thấy vợ em như vậy là ở nhà buồn hay vui? Theo em sướng hay khổ, buồn hay vui? Em Vợ thì em mà có bao giờ chia sẻ với em là vợ sẽ đi kiếm một công việc khác không? em thì em nghĩ vợ em á là muốn thể hiện bản thân, Để đi kiếm tiền. đúng rồi đó, nhưng mà nhiều khi á em thì em Nhưng nói mà anh thấy cái cuộc nói chuyện ấy, cái cuộc ghi âm ấy, vợ anh gửi cho em. Anh thấy nếu muốn thực sự em nói chuyện một cái câu chuyện này là em hoàn toàn rất tốt về gia đình vợ, nhiều người bênh vực em. Có nghĩa là mình sống được là tốt, dạ đúng, thì gia đình vợ mới thân thiện với mình. dạ đúng, Mà tại sao vợ em lại có cuộc nói chuyện, một cuộc ghi âm mà anh thấy là nó nghe nó cứng mà nó có thể là không có tình cảm đâu. mới đây thôi, tại vì là do áp lực đấy, áp lực từ bên vợ. Vậy bây giờ nói là bây giờ mẹ mẹ nói chuyện với người bên bên con nhà bên nội á, ở bên Campuchia là có nói theo giọng nói đó, là nói ở nhà bà má cái gì cũng nói rồi lại gặp tới tới ổng nữa, tới tới em á là cũng không có ấy nữa, Mình đúng không? đúng rồi, để đâm ra là Vợ em đã từng bỏ nhà đi bao giờ chưa? Từng ngày chưa? xưa là còn nhỏ, ngày xưa là lấy còn bé là đi nhiều lắm, Là cái lúc mới vợ hả? đúng rồi, Vợ còn nhỏ là tuổi đúng đi không? là cứ bỏ đi là cứ cứ gây lộn tí thôi, nhưng Là với trẻ gì? con đó, là cuốn vali đi Là gì? đi nhưng mà lại về thẳng dưới quê Nhà chơi, mẹ vợ. đúng rồi, xong bắt đầu lại liên hệ với lại nhà nhà, nhà mình, nhà bên vợ em á, chứ không muốn liên hệ với em, cũng không nhắn tin cho em, nhưng mà sau thời gian cái lại về, ví Nói dụ chung là khoảng đi là tầm 10 bữa 5 bữa gì đấy chán rồi về, là chán thì lại từ về. em tìm về hay là em Em thì nói chung là em biết thì em xuống đón về, thì nhiều khi liên hệ của em về chưa thì anh chạy xe xuống anh đón về lại đấy. quay về? Tại vì cái kỳ trước á, cái xe nó xe hơi nó chưa hết hạn á, chưa hết hạn đăng kiểm á, thì em cũng hay đưa đi chơi, đi chùa cuối tháng, đi chùa rằm, đi chùa, nhưng mà đợt này tự nhiên em lãng, nó bị hết cái Hết hạn đăng kiểm á, em không có thời gian để em đi em đăng kiểm lại á, mà mình cũng chưa có đi đâu ấy, đâm ra tự nhiên cái kiểu như là vợ chồng không được đi đâu xa. nhưng vợ em có chia sẻ là sống với em là vợ em không vui không, không hạnh phúc không?
hoặc là có tự có bao giờ vợ em cũng hoặc có, người khác phát hiện không? Cũng có. Anh thấy là như vậy là hoàn toàn là rất tốt rồi, rất đẹp rồi, tại sao lại không hạnh Thì phúc? đấy, thì vậy, vậy vậy Không lẽ là hạnh phúc là phải sống ở lúc nào ôm nhau hả? thì đấy em á, thì công việc bè bè, nhiều khi em mệt quá em về em phải nằm lăn ra ngủ, tại vì em là người đi làm mà nó mệt lắm Đúng rồi, chạy xe đấy. suốt ngày mà. Nói chung là về vấn đề tình cảm là đúng thật em là Bỏ bê đúng không? bỏ bê. Đó. Nói chung kinh tế thì ok. Nhà cửa kinh tế tất cả mọi điều ok, nhưng mà em sau này vợ về mình Vâng. phải lên dành nhiều thời gian Đấy em cũng nghĩ vậy đấy, em cho vợ. sau cái đợt này nếu mà sau đợt này mà tìm được về đấy, em sẽ thay đổi. Em sẽ là thay đổi hoàn toàn từ cái cách nói chuyện Bởi vì cho thế đến này, anh hỏi em cái câu chuyện này rất dài 10 phút rồi, để mục đích chính là tìm được lúc thật xem mà sai ở đâu, đúng ở đâu, em không? Để có cách để thay đổi để cuộc sống tốt đẹp hơn, Không, chắc chắn là sai ở em cũng nhiều phần chứ không phải ít. đó. Thế vì vậy em đi làm tiền là đúng, trách nhiệm nghĩa vụ của em là ok, Mà không ai phải làm. không ai. Nhưng có điều là em bỏ bê vợ, có thu nhập bỏ đói, em hiểu từ đó, Vâng em vâng hiểu từ đó như vậy em bỏ đói, đúng rồi. vì vậy vợ em ở nhà thì quá rảnh, cuộc sống sung túc đúng nhá, đâu phải làm đâu, cho nên con người đó nó vẫn khác người lao động nha. Anh chỉ phân tích là một người lao động và một người ăn chơi nha, là tâm sinh lý là khác nhau hoàn toàn, Đúng cái cách rồi, đúng xét rồi, đúng rồi, sinh lý khác hoàn nó toàn. khó. Một người đi làm về rất mệt không thiết gì nữa, nhưng mà người ở nhà thì lúc nào nó cũng tạo được. Anh nói như vậy chắc em hiểu nha. Vì vậy anh hỏi chuyện em để anh biết là vợ em ở nhà hay lên mạng trò chuyện hát hò, và nhiều khi buồn tâm sự, vô tình tâm sự một người đàn ông nào đó trên mạng, vô tình nha, mới đầu chỉ là quen cái chuyện chơi, không dần dần nó đi đúng tâm lý. Vợ mình chia sẻ thật, phụ nữ mà khi mà đã tin tưởng là người ta chia sẻ thật. Chồng em kinh tế nhà em ổn lắm, nhưng mà chồng em ông này ông bỏ quê lắm, cả tháng em không được gì cả, buồn lắm. Vô tình gặp đúng ông tướng này, ông dụ ông thấy vợ em đẹp gái này đúng chưa, mà ông tướng ông lại đang thèm khát tình cảm tình yêu thế nào, về với anh giờ buồn quá, anh sống một mình, căn nhà to này, tiền anh có, mà bây giờ anh mỗi hôm mà anh đi chơi đi du lịch anh đi một mình cũng buồn tủi lắm. Thế rồi vô tình hẹn nhau, bao giờ là mình không biết, vô tình chỉ là uống cà phê để gặp mặt thôi, nhưng sau đó thì từ từ người ta nói chuyện rất hay. Anh thấy em là một người rất điềm đạm, kinh tế ok điềm đạm, nhưng mà đôi khi vợ em thấy em cái điềm đạm như vậy đến bây giờ nó không phù hợp em ạ. Trước đây nó phù hợp nhưng bây giờ nó không phù hợp, vì vợ em là đôi khi là trước đây em nói là vợ em nhút nhát hiền, nhưng vợ em đôi khi là bây giờ một người rất mạnh mẽ vì ra ngoài, nhưng mà nhiều khi em không biết. Và khi mà vô tình quen với một số người nào đó nha, là đến lúc mà vợ em tự mạnh mẽ Không, đợt này quen nhiều, đợt này quen đấy. nhưng mà toàn con gái không ạ, toàn con gái. Trong nhiều con gái nhưng có thể sẽ con trai, em đâu biết được, và em gặp nhau mình đâu biết được cái chuyện đó, nếu mình biết thì hỏi mọi chuyện nó khác rồi, mà cũng có thể là con gái thật, nhưng đôi khi là trước đây vợ em thích em là vợ em thích con trai, nhưng vô tình một ngày nào đó vợ em bây giờ lại không thích con trai nữa, là không thích chồng nữa, cái chuyện đó có thật nha. Và em lại thích con gái là cái điều nhường này này, đang anh đang phỏng vấn đây này, Thì em đang nghĩ đây. đây này em đang thấy ngoài ngoài bên ngoài kia đúng không, em gái thì có chồng nha, hoàn toàn là con gái có chồng, nhưng bây giờ bỏ chồng để quen người phụ nữ khác là họ gọi là ô môi đó nhá. Bởi vì cái tính là tự dưng nó bộc phát được như vậy, hoặc trước đây có thể anh nói chuyện này, có thể nó rất đúng, trước đây có thể người ta bình thường hoặc người ta cam chịu hoặc là người ta chấp nhận người ta lấy chồng để qua mắt, sau đó một sống ở nhà một thời nhau một thời gian không có con rồi người ta chia tay, người ta mới đi quen đúng cái người người ta thích, là có lẽ là quen đúng người phụ nữ đó cũng như vợ em. Chứ anh chưa dám khẳng định là vợ em bỏ em hoặc là vợ em chia tay em hoặc là vợ em trốn nhà đi để đi quen những người đàn ông, nhưng có thể là vợ em sẽ quen những mối tình khác, có thể là phụ nữ nha, là hai người hòa hợp với nhau, rất nhiều cuộc tình hiện nay hai người hòa hợp với Có nhau khi nào đó. bị lừa qua Campuchia Không, không? Campuchia thì cái này mình chưa 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 dám chắc, nhưng mà anh khẳng định với em là 99,99% là vợ em, anh nghe được rồi, anh biết rồi là vợ em không có qua Campuchia, anh nghe rất nhiều cái cuộc trong đấy nói chuyện anh biết rồi nha. Bây giờ ấy, cái cuộc trò chuyện này cũng 20 phút rồi, anh dám chắc là vợ em hiện nay tình cảm của em nó nhạt, anh dám chắc. Bây giờ mình muốn sai được sửa đổi, nhiều khi nhiều gia đình tiền nhiều vô cùng luôn nhưng không biết hạnh phúc em ạ, vì mình mãi kiếm tiền
mình mãi kiếm tiền không để ý quan tâm vợ con, những đêm hoặc những ngày vô tình, hoặc là mình không có, nói chung là mình thiếu sự quan tâm. Đúng rồi, không bằng phải sự tình cảm. Đúng rồi, anh nói cái này này đúng là em làm nhiều khi là nó nói em chán thì anh chả rồi quan tâm đấy. Cái này kia. Nhưng mà người ta không nói, không dám nói thẳng. Phụ nữ người ta vẫn giữ một cái gì đó đấy nhỉ em ạ. Người ta không nói thẳng là em thèm lắm ở kia, người ta không dám nói. Nếu mà nói em thèm quá thì bây giờ anh bỏ bê em đi rồi em sẽ đi kiếm người khác. Không có nhỉ. Vợ em nó có nói một câu anh bỏ đói em á nha. Đó thấy chưa? Có nói luôn mà không biết sao em. Mà mình không nghĩ ra đúng không? Đúng rồi. Hoặc là mình mãi làm đó, mình bỏ em, mình bỏ luôn, mình không để ý luôn. Kiểu anh như anh ông bỏ đói từ hoài. Đấy thấy chưa? Đó hiểu hiểu ý không? Người ta nói như vậy người ta gợi ý, nhưng đôi khi em mãi công việc của em không để ý vợ con nữa. Em về là em cứ lăn em ngủ tại đó mình quá. Thấy chưa? Mà bây giờ mình cũng lớn tuổi nên anh đã để ý rất nhiều câu chuyện rồi. Một tháng anh đã từng nghe đài rồi, rất nhiều chuyên gia rồi. Nhiều người vợ lên đài nói ui em năm nay 35 tuổi, chồng em 40 tuổi. Em cả tháng em không được gì. Em và chồng em chỉ mỗi tháng là chồng em cho em một lần lên em hạnh phúc lắm rồi. Nhưng em thậm chí cả tháng cả được lần chẳng là lần nào. Vợ chẳng cho vợ lần nào. Nha, mà thậm chí khi có thì không. Nha, thế nên là nhiều khi có thì cũng cho thôi. Anh nói thật là rất nghiêm túc, nó cũng như mà mình ăn cơm mà. Ngon thì mình ăn nhiều mà đó thì mình ít, đúng không? Kiểu như vậy. Thế vợ em cũng vậy, nhiều khi là mình cũng cảm giác vậy. Vợ mình là bây giờ vợ mình nó chẳng đi đâu, nó ở mình bao nhiêu năm rồi. Thôi tất cả trước làm sao giờ mình vẫn làm y vậy. Không, nhưng mà vợ em thì chắc chắn là chỉ quen toàn con gái không ạ? Tại vì trên cái ấy thôi, chỉ con gái thôi. Kiểu như là thiếu thốn cái chị chuyện với lại ít va vấp xã hội á, nhiều khi là cái tâm lý là chỉ thích chat. Chat nói chuyện theo kiểu như đúng tâm lý một cái thì là kiểu như là dính luôn. Nói chung là bây giờ ấy, là hiện nay em nói chuyện là vợ em có thể là đang quen được con gái, nhưng mà anh cũng chưa dám chắc mà cũng chưa ai dám khẳng định. Nhưng anh tin rằng vợ em sẽ quen người khác. Thì bây giờ không bao giờ vợ em có một ở nhà có một cuộc sống có nhà có cửa, mà chính cha mẹ mình đang ở gần, nhiều người ta đã rất mong muốn cha mẹ ruột ở cùng con. Mà vợ em đang được điều đó mà không biết trân trọng, mà vợ em đâu có một cuộc sống phải là rất sung túc, đâu có thiếu gì đâu, đúng không? Anh thấy vợ em cái mặt khuôn mặt như kia, anh thấy rạng rỡ như kia là anh biết chắc chắn là vợ em không thiếu gì nha. Ngoài tình cảm thôi, còn nói về kinh tế là anh nghĩ chắc chắn là không thiếu. Còn tiền nhiều thì bây giờ xã hội bây giờ thì vô cùng nó mềm. Nha, người ta có 5 triệu xài kiểu 5 triệu, 50 triệu xài kiểu 50, 100 xài kiểu 100. Nha, đó cho nên mình nói về tiền thì nó vô cùng lắm. Đúng rồi, không. Đấy, nhưng mà anh thấy là cuộc sống như vậy là bình yên mà đầy đủ. Chung là đủ. Chồng con đi chịu khó đi làm về đưa tiền cho vợ, hoặc là trợ cấp, hoặc là tất cả các thứ ngoài mặt. Ok, nhưng nếu từ đấy em sai cái điều gì đó. Nhưng ở đây là em sai, là em sai này. Em không thiếu sự quan tâm, em bỏ lỡ rồi. Ngay như tài xế nó nói anh thay đổi. Đó. Nhưng mà đôi khi anh phải thay đổi. Nhiều khi người tài xế hoặc là người ta không dám nói thật. Nói thật sự buồn. Anh phải quan tâm, anh phải thay đổi. Đúng không? Nhiều người bạn đồng nghiệp người ta mình chia sẻ người ta không dám nói thật, người ta sợ mình buồn. Nhưng mà ở đây ấy, anh dù buồn hay dù buồn em là hầu như 3 đêm rồi không ngủ. Anh nhìn em xuống là đúng rồi. không thấp rồi. Cái nhất là vậy, cái thứ hai nữa kiểu như làm nhiên lo nghĩ nhiều á, là nó trở thành là tự nhiên bây giờ em nó trở thành như kiểu là một cái ảo, cái sự suy nghĩ hơi hơi ảo. Đúng rồi. Là suy nghĩ rất nhiều cái nó trong đầu xảy ra. Ví dụ bây giờ không may mà bán qua Campuchia. Lại. Nói chung là hiện nay là đó rất hoang mang. Đúng rồi, em rất là hoang mang. Em chưa biết là cái điều là gì ấy. Nào là qua Campuchia rồi đánh bài rồi như thế nào. Nói chung đến giờ phút này em cũng chưa biết là hiện nay vợ em là phụ trợ nào. Đúng rồi. Đó. Mà vợ em an toàn hay không? Dạ đúng rồi. Hai thằng biết đúng không? Hai thằng mình biết, cũng chưa hề biết là mình an toàn hay không. Nói chung bây giờ thế này, trước mắt anh khuyên em. Vâng. Em nhỏ tuổi hơn anh, nhưng trước mắt anh khuyên em này. Anh có lời khuyên dành em. Dạ. Chứ dạy thì anh nói thật là anh không đủ đẳng cấp để anh dạy. Nhưng mà anh khuyên. Dạ. Nha. Anh khuyên em trước mắt là phải bình tĩnh. Mọi chuyện hiện nay là cũng đã xảy ra rồi, là vợ cũng đã đi rồi. Mình phải bình tĩnh, bởi vì sau lưng mình hiện bây giờ hiện nay là còn rất nhiều người đang trông chờ. Dạ đúng rồi. Nha. Nếu mà không may có điều gì đó xảy ra, em là người phải đi ăn cơm trả. Hiểu ý không? Em chạy xe rồi thiếu ngủ một cái thì em hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Nha. Em ngủ rồi thì em không biết được chuyện gì xảy ra đâu. Sau đó thì điều gì đến chắc chắn nó sẽ đến thì em sẽ biết. Vì vậy bây giờ trước mắt là em phải bình tĩnh, lấy lại tinh thần, tiếp tục công việc. Còn việc tìm vợ vẫn phải tìm, nhưng mình tìm theo cách khác, được chưa? Yeah. Chứ bây giờ em có mỏi mà em đi mà tập trung đi tìm vợ, vừa tìm vợ vừa đi chạy xe thì tư tưởng là kiểu lão có vàng em tìm nổi đâu. Bây giờ em đang cố gắng hết sức làm cố gắng hết sức những gì em là có thể làm được.
Rồi, chiều nay anh sẽ tư vấn cho em. Vâng. Có một cách em sẽ gặp được vợ. Vâng. Thế thì em trong bây giờ thế này, em nhờ trước mắt là hôm nay em về đây em ghi hình, nhờ các anh em đội hiệp sĩ quan điểm dương mục đích chính là lan tỏa video này. Dạ. Để chia sẻ để tìm vợ. Còn cũng mình cũng chưa dám khẳng định là vợ đang đi đâu. Dạ đúng rồi. Với ai? Đúng đúng. Trai gái và phương tiện. Vâng. Nhưng mình chỉ biết là vợ bỏ đi. Vâng. Em có thể em nhắc lại là vợ em họ tên đầy đủ gì? À, Trần Thị Nương ạ, sinh năm 1994 ạ. Quê quán? Quê quán là Phú Thuận A, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Hồng Ngự, Đồng Tháp. Sinh năm 1994, năm nay 30 tuổi. Vợ em cao khoảng mấy? Đây là trên giấy thôi chứ tuổi thật của vợ trong đấy. Là 92. Trên giấy. Vợ sinh vợ em cao mấy mấy? Cao chắc là khoảng mét là mét sáu. Mét sáu mà anh nhìn người mặt khuôn mặt và cổ thì rất dài, có thể người phải mét sáu trở lên. Không biết có đúng không? Vợ em có nhỏ nhắn không? Người nhỏ nhắn không trước mọc lắm. Nhưng mà cái thời gian đây là bắt đầu uống thuốc giảm cân biết đẹp, tự nhiên. Tự nhiên là trước là tới 70 kg là nhưng nói chung là đẹp. Nhưng mà bây giờ là tự nhiên nhịn ăn. Mấy tháng 2 tháng này là cứ nhịn ăn thôi. Cho đẹp. Vâng đúng rồi. Nhưng mà vì điều vì ai khích lệ là đấy đấy đấy, em là tại vì là vì ai khích lệ em đại loại là vợ đẹp là tốt. Nhưng mà ai là cái nguồn động lực chính để cho vợ làm đẹp? Là mình chưa biết. Rồi cảm ơn em. Hôm nay em về đây nhờ anh em một chút dự định đang tìm vợ. Dạ. Tất cả những thông tin này hoàn toàn là em chia sẻ hoàn toàn là đúng sự thật. Dạ đúng. Hôm nay anh em sẽ về chút dương sẽ xin phép đăng tải tất cả những thông tin những nội dung mà em trò chuyện. Dạ. Lên tất cả trang mạng xã hội. Dạ. Mục đích chính là tìm vợ cho em có đồng ý không? Dạ em đồng ý ạ. Rồi cảm ơn em. Dạ. Anh chúc em cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe và may mắn và thành công. Dạ vâng. Hy vọng là trong những thời gian tới thậm chí một vài tiếng nữa vợ em sẽ quay trở về. Dạ. Hoặc vợ em sẽ liên hệ cho các anh sẽ hướng để giải quyết giúp em. Dạ. Để vợ chồng có nhau. Tôi cũng mong các anh coi như là giúp em thì thôi tiện đây thì em cũng nói ai cũng có sai lầm hết thì thôi mới vợ đi về gặp vợ chồng nói chuyện với nhau có gì thì sẽ thay đổi chứ bây giờ mà cứ im vậy là nhà không ai ngủ được không ai ăn uống gì được mà con cái thì nó lại coi như là đòi mẹ nó xót lắm. Buồn không? Em không suốt đấy. Không phải. Em không phải. Nhìn mình nhỏ lắm. Em nhìn mình nhỏ lắm. Em khóc luôn. Nó ngủ. Em nhìn mình nhỏ quá. Em nhìn mình nhỏ. Có mẹ nữa đó. Em không thể cầm được nước mắt này. Cố gắng kìm nén lại những nỗi đau nhé. Một người đàn ông bản lĩnh đúng không? Ba chạm xã hội từ Bắc vào Nam đúng không? Để sinh sâu gọi là sinh sống và lập nghiệp. Đến giờ phút này có vợ có con, cuộc sống thật là vô cùng bình yên và hạnh phúc. Em xem ngộ em ngoài xã hội em làm ăn thì vậy. Nhưng cái lòng em nó mềm lắm. Anh nghĩ tình cảm không biết sao em. Em không thể kiềm chế cái mềm lòng của mình. Ngày xưa vợ em đi 3-4 lần nhưng mà sự ra em chưa bao giờ em đặng lời mà em lấy xe em đi em đón về đâu đấy đặng đi về quê hết tiền chuyển tiền để cho tiêu rồi từ từ lên rồi cảm ơn em nhé và bình tĩnh nha rồi anh em mà cho đi đăng tất cả trang mạng xã hội. Hy vọng em gái đang ở đâu. Đây là một ông chồng và nó vô cùng rất tốt, rất hoàn hảo. Hy vọng em gái suy nghĩ lại, bởi không ai có thể tốt bằng chồng em như thế này. Anh dám chắc nếu như chồng em đúng mà chia sẻ hoàn toàn đúng sự thật như thế này, thì em đi tìm khắp thế gian để tìm một người đàn ông thứ hai như thế này thì rất khó. Hy vọng em suy nghĩ lại để quay về gia đình, đặc biệt là chồng và con và cha mẹ đang trông chờ của em. Để xin chào và hẹn gặp lại quý chú chị và trong video tiếp theo. Để anh bổ tất cả đây.